Vinh Vlog bay hạng thương gia giá 100 triệu về Việt Nam, nhưng cả chặng lại chỉ ngồi im thin thít, hóa ra vì lý do này. Lên chuyến bay bất đắc dĩ nha mọi người. Hàng thương gia đi Ethiopia đến Dubai, sau đấy Dubai đến Bangkok. Trên trang cá nhân của mình, Quang Linh Vlog liên tục cập nhật tình hình trở về Việt Nam của mình. Sau nhiều lần bị delay, anh chàng quyết định đặt vé máy bay hạng thương gia 100 triệu, khởi hành từ Ethiopia đến Dubai, sau đó từ Dubai bay tiếp về Bangkok, cuối cùng hạ cánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bất đắc dĩ bay hạng thương gia, Quang Linh Vlog có những phản ứng dở khóc dở cười khiến cộng đồng mạng thích thú. Anh cho biết mình chỉ dám ngồi im thin thít. Có nhiều thứ lắm mà không dám đồng tay vào sở toang. Nên là tí nữa phải để ý những người xung quanh, người ta làm cái gì mình làm cái đấy, người ta ăn gì mình ăn cái đấy. Ngoài ra anh chàng liên tục gật gù cảm thán. Nói chung là những cái người có tiền người ta ngồi hạng thương gia là để hưởng thụ nha mọi người. Những chia sẻ của chàng trai quê Nghệ An khiến các fan phải bật cười thích thú. Nhiều người dành lời khen cho sự giản dị, chân chất của Quang Linh. Sinh năm 1997 tại Nghệ An, ông anh đi xuất khẩu lao động sang Angola, đặt chân đến trời Phi, phải làm nhiều công việc tay chân, lo ăn từng bữa, làm phụ xây, tích lũy chút vốn mở xưởng đá nhỏ rồi xưởng bị đóng cửa bởi dịch Covid-19, không đủ tiền về nước anh ở lại thực hiện chuyến về thăm bạn ở bãi Lando, nơi xa xôi nghèo nhất Angola, không sợ khổ, chẳng ngại khó, anh cùng các bạn tổ chức phát gạo nhu yếu phẩm cho bà con, thường xuyên tổ chức nấu những món ăn thuần Việt cho người dân và trẻ em tại bãi Lando, thưởng thức, người dân nghèo khó không có nước phải dùng nước bẩn, anh thực hiện ước mơ chở máy móc khoan giếng giúp người dân có nước, nông nghiệp không có người dân thiếu điều kiện, anh hướng dẫn họ trồng rau quả Việt Nam, trồng đúng cách thu hoạch và chế biến thành đồ ăn, sự giản dị, chân thực. Kênh YouTube của anh đạt được nút vàng chỉ sau 1 năm với 1 triệu người đăng ký, hiện tại gần 4 triệu người đăng ký. Hỗ trợ người dân làm nông nghiệp, ủng hộ lương thực, cung cấp nước sạch, xây nhà, sửa trường miễn phí, giúp đỡ trẻ em nghèo đến lớp tại đất nước Angola xa xôi. Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất và người Việt Nam ở trời Phi, không ai khác anh chính là Quang Linh Vlog, Phạm Quang Linh. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đi ăn ơi, mệt không ăn? Nó mệt không ăn? Mệt không ăn? Mệt. Bây giờ đi đây mới đều. Không nổi đi luôn quá. Mấy giờ phải đi lên sửa không kịp. Anh ơi, mấy giờ anh bay Cam Ranh anh? Mấy giờ bay Cam Ranh? Mấy giờ bay Cam Ranh em? 4 giờ là không sao. 4 giờ. Đi ra ngoài đó đi. Cứ đi ra ngoài đi, không là thường.